Kinh tế của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Năm 2022 là năm nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, thách thức của tình hình trong nước cũng như chịu nhiều cái tác động tiêu cực khó lường của tình hình trong khu vực và trên thế giới. Song với sự điều hành quyết liệt của chính phủ, bộ, ngành, các địa phương, trên cơ sở quán triệt chủ trương của Đảng, nghiêm túc thực thi pháp luật và kế hoạch đã đề ra, qua đó đã cho thấy kinh tế xã hội của nước ta trong năm 2022 đã phát họa nên một bức tranh kinh tế với nhiều điểm sáng đáng phấn khởi. Trong khi trên thế giới vẫn đang trong giai đoạn kinh tế giảm tốc, thậm chí đối mặt với những nguy cơ suy thoái tại nhiều nền kinh tế, nhiều đối tác lớn. Với 14 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế ước đạt và vượt, mà trong đó tăng trưởng đạt khoảng 8%. Đây là kết quả đã nói lên một điều, đó là nhiều chủ trương, chính sách của ta đã ban hành là đúng, kịp thời, đáp ứng cơ bản yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch của nước ta. Cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của đất nước thời gian qua của nhà nước ta. Kết quả này đã làm tăng thêm sự tin tưởng của nhân dân với Đảng, nhà nước trong sự nghiệp phát triển đất nước. Tuy nhiên, xét ở góc độ đánh giá từng nhiệm vụ cụ thể, có thể thấy vấn đề vẫn còn nhiều chỉ tiêu, nhiều nhiệm vụ chính phủ cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn. Tôi xin dẫn chứng một số vụ việc như sau. Thứ nhất là về cái việc giải ngân đầu tư công trong năm 2022. Báo cáo chính phủ tiếp tục nêu kết quả đã đạt thấp. Đây là một cái chỉ tiêu mà nhiều kỳ họp của Quốc hội mà chính phủ báo cáo không đạt kế hoạch. Mặc dù việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp, vân vân đã được Quốc hội, chính phủ thẳng thắn chỉ ra và chỉ ra rất nhiều lần, song kết quả mang lại càng thấp hơn. Số liệu này đã được thể hiện trong từng báo cáo của chính phủ, báo cáo tại mỗi kỳ họp của Quốc hội. Gói kích cầu cho phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch được Quốc hội, chính phủ tích cực bàn bạc, tính toán để tạo mọi điều kiện phục hồi nền kinh tế. Song chủ trương này vẫn loay hoay mãi nên tiến độ triển khai quá chậm chạp, trong khi kế hoạch thực hiện chỉ đến cuối năm 2023. Một số chính sách đã ban hành hết sức ý nghĩa, nhưng con đường đưa chính sách này đến với người hưởng thụ sao mà quá dài. Sự chậm chạp này đã làm cho cái hiệu quả của từng chính sách giảm đi ý nghĩa quan trọng của nó. Mà đây không phải là thiếu nguồn lực, mà là thiếu sự hướng dẫn thực thi. Cụ thể như chính sách cho những nơi được xác định là vùng an toàn khu. Chính sách này đã ban hành nhiều năm rồi mà người dân ở những nơi này đến nay vẫn chưa được tiếp cận. Một vấn đề nữa là việc thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị dụng cụ, vật tư y tế để điều trị bệnh kéo dài từ đầu đại dịch đến nay vẫn còn là vấn đề nan giải của ngành y tế. Cộng thêm tình hình thôi việc, chuyển việc của đội ngũ y bác sĩ, công chức viên chức của ngành này càng làm cho nhân dân lo lắng, đặt vấn đề. Nếu đại dịch quay trở lại hoặc một đại dịch nào đó xuất hiện nữa mà vấn đề này chưa giải quyết xong thì việc bảo vệ sức khỏe nhân dân sẽ ra sao? Vừa rồi, tình hình thiếu hụt xăng dầu xảy ra ở nước ta, nhất là ở khu vực phía Nam, đã cho thấy sự lúng túng trong xử lý tình huống này của các bộ ngành liên quan trong trách nhiệm quản lý nhà nước. Từ việc quy định tính đúng, tính đủ đối với giá xăng dầu, đến việc điều tiết nguồn cung của các doanh nghiệp đầu mối để